Lê Minh kính chào các cô dì, chú bác, chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường lại của Lê Minh Vlog. Cả nhà ơi, hôm nay mình mời cả nhà hãy cùng đi dọc bãi biển của bãi sau thành phố Vũng Tàu để tham quan cái khung cảnh mùa hè này như thế nào nhé. Mời cả nhà hãy cùng đi nào, let's go. Đây cả nhà nhìn xem cái lượng người ở trên bờ này. Rất là đông. Bây giờ mình mời cả nhà hãy xuống cái khu bãi tắm với mình nhé. Yeah.
là 30 triệu đấy. Oh!
xuân. Trong video cũng hơi dài nên mình cũng xin dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác đã xem và ủng hộ mình. Thì nếu như các bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để sớm có một video mới xem. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác.